Rồi, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh Hoàng Phúc CV nhé. Chúc các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Thì hiện tại là bây giờ mình đang đứng ở ngay siêu thị của mình nè các bạn. Cái siêu thị mà mình hay đi nè, thì mình cũng có quay siêu thị cho các bạn nhiều lần rồi đó. Do đó thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái video này là đoạn đường từ siêu thị về nhà mình nó như thế nào. Thì cũng có một số người bạn chia sẻ nói anh ơi hãy quay cái khu anh sống cho em tham khảo cho em xem với. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ quay cái đoạn đường từ siêu thị về nhà của mình luôn. Thì đó giống như là cái xung quanh cái khu mình sống á. Thì đi đến đâu mình chia sẻ cho các bạn đến đó luôn. Đơn để cho các bạn cùng hiểu, cùng xem luôn ha. Rồi bây giờ các bạn cùng đi với mình nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ quay cho các bạn không gian về siêu thị trước nè. Đây là cái bãi xe siêu thị nè các bạn. Đó, đây là bãi xe siêu thị mình. Bạn thấy không, ở phía sau bên cạnh siêu thị cũng là núi rồi đấy. Siêu thị này tên là Tri Anh. Tên tiếng Nhật là Torayru. Siêu thị này bán đồ rất là rẻ các bạn. Ở phía trước là có Ion, các bạn thấy không, có bảng chỉ đường kìa. Ở phía trước xíu là có Ion, còn đối diện đây là cái Seven Company các bạn. Đó, Company, còn bên đây là cửa hàng câu cá, đồ câu. Đó, màu vàng vàng là cửa hàng đồ câu. Kế bên là Seven bên kia. Ở đây là cái ngã tư. Rồi đi ra phía ngoài kia thì chúng ta sẽ ra cái đường lớn để đi về Nagasaki Fukuoka đâu luôn. Khoảng 200 m nữa sẽ tới đường lớn. Bạn thấy không, xa xa bên kia là chúng ta thấy núi nữa cả. Đó là ngã tư, và buổi chiều thì kẹt xe rất là dữ dội các bạn. Tại vì ra ngã tư đường lớn là được ưu tiên, còn này đường nhỏ nè. Nên là bị kẹt xe ứ chỗ này. Rồi ok, bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn lộ trình đi về của mình nhé. Để mình mang găng tay vào các bạn ơi. Nay là mùa đông á, nên rất là lạnh luôn. Tuy là bạn thấy nhìn thấy trời nắng nắng gì đó, năm nay không có tuyết nữa nhưng mà rất là lạnh. Nhiệt độ khoảng 5-7 độ thôi. Rồi bây giờ mình về nha. Hôm nay mình đi mua có tí đồ ăn thôi, các bạn thấy trong bụi xe đó. Tại mình mua đồ ăn chay á, nên ít rồi. Dừng đèn đỏ luôn rồi. Rồi đợi đèn đỏ để qua đường. Trễ 1 giây thôi, phải đứng đợi mấy phút. Rồi, qua đường thôi. Mình đi qua đường mình phải qua bên trái các bạn, mình vòng lại. Có một số người ẩu á, chạy bên tay phải luôn, nhưng mà thôi kệ, mình tuân thủ luật. Đi xe đạp thì đi bên phải ở đây vẫn được, tại vì ở đây vùng thôn quê các bạn, nên là công an cũng không có khó lắm. Hên là bây giờ gió rất là mạnh, mà thấy cây cờ phía trước không? Nhưng mà mình đi về mình đi theo chiều gió, nó đỡ mệt các bạn, đỡ gió nữa khỏe. Đó, cảnh sát mới chạy qua kìa. Nếu đi bên phải là chắc là nó thổi lại đấy. Hên là mình đi bên trái á. Lâu lâu cảnh sát đi tuần thôi chứ bình thường không có gặp cảnh sát nhiều. Đèn xanh kìa, tranh thủ qua luôn. Ok, sợ đứng đợi nữa ấy. Đó, vừa qua là chớp chớp liền các bạn. Cái khu này thì mình đang quay không cho bạn xem hai bên được, đang chạy xe á. Ở đây thì dọc dọc thì cũng có mấy công ty rồi các bạn, cũng trong công ty cơ khí luôn. Đó, phía trước đây là Ion rồi nè. Đây là siêu thị Ion. Siêu thị này là siêu thị gọi là đại diện, giống như đại diện của Nhật các bạn. Các bạn đi bất kỳ ở chỗ nào các bạn đều thấy Ion hết. Bởi ông thì gọi là hơi cao cấp một tí nha các bạn, bán đồ hơi đắt á. Nhưng mà đồ thì mình thấy đa số là chất lượng á. Có đầy đủ mặt hàng tiện nghi luôn. Nhưng mà mình hay đi mua cái siêu thị vừa rồi á, là siêu thị đó bán đồ rẻ. Nó không có được cao cấp bằng Ion. Nhưng có cái nó bình dân á, bình dân lao động mà. Mình đi mua siêu thị kia để tiết kiệm. Ở đây là cái ngã tư, ở phía trên là có cái cầu vượt các bạn thấy không? Cầu vượt cái đường cao tốc, xe cảnh sát luôn. Mình đi đúng luật, mình sợ gì cảnh sát. Cảnh sát đi trước mặt à. Ở bên bên phía bên tay phải mình các bạn, đó là trường dạy lái xe. Không biết các bạn thấy rõ không ha, quay ra trong coi nè.
Thôi bên tay phải mình là cái trường dạy lái xe nha. Ở đây có trường dạy lái xe, lái mô tô và xe hơi luôn. Rồi, ở bên tay trái của mình đó là một trường học nè các bạn. Đây là cái trường cấp 3. Thấy chưa? Có cái trường học. Và ở đây là xe tải đậu rất là nhiều tại phía trước nữa. Phía trước xa đằng kia, từ cái ngã ba đi vô trong kia là phía đó là công ty của mình. Cái khu này là khu công ty của mình, nên là người ta đậu xe rất là nhiều. Hai bên đây là cái sân vận động, bên kia là cái sân vận động nữa, hai bên luôn. Giờ bây giờ mình sẽ đi về cái đường văn phòng công ty để mình giới thiệu các bạn luôn. Đây là cái sân vận động nữa các bạn, tại vì mình có chia sẻ cho các bạn về cái đường ở trong xưởng nội bộ rồi. Mình thấy có rất là nhiều người Nhật họ đi tập thể dục, mùa đông họ vẫn đi tập thể dục rất là xuyên. Ở đây là sân vận động. Mấy ngày mà có học sinh tập mình thấy tới tối vẫn còn người các bạn, như hôm nay vẫn hoe luôn. Chủ yếu là để chạy bền đồ này nọ, tập mấy cái môn thể dục ở trong trường. Đó, ở đây là một công ty nữa nè các bạn. Cái khu này cũng công ty khá nhiều. Cái này mình không rành công ty về làm gì nữa. Đó, các bạn thấy phía chỗ hồng bên tay phải. Bên tay phải của mình cái xưởng to to đó chính là cái xưởng 5 công ty mình đó. Cái xưởng 5 nó nằm bên cạnh văn phòng, nên mình không có, trước mình quay chia sẻ cho các bạn đó, mình không có cho bạn thấy xưởng 5 được, tại phải đi cái đường bên này. Nó hơi bị cách biệt đó các bạn. Bốn xưởng kia, bốn cái xưởng còn lại nằm ở trong khu kia, còn đây là xưởng 5 nằm ở bên phía văn phòng. Xưởng 5 thì nó cũng xây trước xưởng 2 mình tí thôi. Xưởng 2 mình hiện tại mới nhất. Có thể Hitachi không? Đây là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng ở Nhật ha. Và cái văn phòng nằm đây này, kế bên công ty mình luôn. Ở đây là cái xưởng bên phải là xưởng công ty mình, bên trái là một cái xưởng công ty ga. Công ty ga này nó cung cấp ga cho công ty mình luôn. Cái loại ga như là khí CO2 nè, khí CO2 để hàng hoặc là khí argon nữa. Đó là công ty này. Được không? Để xe trên lầu luôn. Có lầu để xe luôn. Rồi quay cho bạn coi nè. Bên đây là bên văn phòng công ty mình nha. Bạn thấy chưa? Đó, từ cái đường này qua cái hai dãy này. Hai dãy này là chính là văn phòng công ty của mình. Ở trong có chiếc mẹt đang đậu đó là của giám đốc ấy. Và đây là ngã ba nè, thì phía bên trái mình sẽ vô mấy xưởng còn lại công ty mình. Đó, còn bên phải này là công ty mới xây dựng các bạn, rất là đẹp luôn. Công ty này không biết làm cái gì, mình thấy có xưởng nhỏ cho cũng cơ khí, nhưng mà làm sửa chữa. Sửa chữa điện quá. Thấy không? Rất là đẹp luôn, xây rất là đẹp, là hàng rào có trồng cây luôn nữa. Đang xây dựng sắp xong rồi. Ở bên phải là một công ty sửa chữa tàu nữa các bạn. Đây, thấy những chiếc xà lan không? Đây là chuyên sửa xà lan, đóng xà lan, đóng và sửa chữa xà lan. Xà lan biển nó rất là bự luôn. Đó rồi, tới đây là biển rồi đó các bạn. Bên phải này là một cái công ty vận tải này. Công ty này thì chuyên về chở hàng vận chuyển và cẩu. Những cái cẩu, mình thấy xe cẩu rất là hiện đại luôn ấy. Còn bên trái bây giờ là biển rồi. Đó, xung quanh đây là cái đường biển này là sắp về tới nhà mình rồi các bạn. Ở biển này rất là đẹp. Các bạn nhìn thấy không, ở ngoài kia có cái ngọn núi á, mà nó nằm giữa, xung quanh biển luôn, nằm giữa luôn. Ngọn núi rất cực kỳ đẹp, không biết có gì ngoài không. Nhưng mà không có phương tiện nào, không cách nào ra đó được hết. Rồi, khu này bạn thấy không, đây là xà lan đậu, là của cái công ty sửa chữa. Cái xà lan hồi nãy nó có rải rác, cái trụ sở nó nằm dọc của bên tay phải nè. Nó không có tập trung như công ty mình, nó nhỏ nhỏ không à. Nhưng mà tập rải rác nữa các bạn thấy không. Đây là những cái xưởng của nó nè, vừa văn phòng vừa xưởng luôn. Dài lắm luôn á. Nó dài tới hết đằng mấy chiếc máy cẩu kia luôn mà.
giống như nguyên con đường này là của công ty đó hết các bạn, công ty đó tên Ito. Thấy không, ngoài biển thì có xà lan đồ đậu cẩu rồi đó, rồi của công ty đó đó. Nói chung là xung quanh cái khu của mình đó là cơ khí rất là nhiều, mình chưa có cho bằng xe máy dạt mấy bên kia nữa kìa, quá trời nhiều luôn. Còn công ty cơ khí không à, các bạn nhìn thấy không, xa xa phía trước mình ở trên núi đó có một cái nghĩa địa. Nghĩa địa ở Nhật thì thường người ta để lên núi thôi, không biết các bạn nhìn rõ không ha, mình chạy xe mình quay không biết các bạn nhìn rõ không à. Đó có một nghĩa địa trên núi phía xa bên kia. Còn dọc ở đây là cái bãi biển rồi nè, biển rồi. Đi bắt hào rồi mình đi phía bên kia, mình đi xuống dưới. Còn nhà của mình đó là phía bên tay phải, sắp tới rồi các bạn. Rồi bên tay phải mà cho con xem rồi, đây là một công ty xây dựng. Công ty xây dựng mà mình hay ngồi mình chia sẻ các bạn video buổi tối đó. Sớm thì người ta vẫn còn, tối nó mới về. Còn trước mặt mình đó, đây là cái công ty khá nổi tiếng đó, công ty cá các bạn. Đây là công ty chế biến cá, dài ở phía trước luôn, nguyên cái dọc ở phía trước này toàn là những cái xưởng cá, xưởng mần cá đó. Người ta chế chế cá các bạn. Đó, phần bên phải đây nè, bên phải này có ngã nè, mình đi vô đây, đó chính là đường về núi nhà mình, đường về nhà mình. Đó, mình về đây, bên trái mình nè, đó thấy không, văn phòng công ty cá đó, tôi thấy nè. Rồi bây giờ mình lên trên đây, đi về nhà. Hôm nay là chưa có một thanh niên nào về luôn, có thấy không, không có chiếc xe đạp nào trên đó luôn. Thường là đậu ở đây tới mười mấy chiếc xe đạp rồi. Hôm nay sẽ quay trọn vẹn cái đường đi về cho bạn xem cái khu mình sống luôn. Đây, bây giờ mình sẽ lên nhà. Lên nhà là một cái đoạn đường gian nan, phải leo núi đó các bạn. Nên trong quá trình mà leo á, mình có, các bạn có nghe tiếng thở nhiều, các bạn cũng thông cảm cho mình nha. Tại leo lên núi mệt rồi phải thở các bạn. Ok, xách một đồ nữa nè, một đồ chay. Đó, bây giờ mình leo nha, cho các bạn xem nó xung quanh luôn. Nhưng mà hơi thở các bạn cũng thông cảm cho mình nha. Đó, cho mình xem dưới chân núi trước nè. Đây, nhà nó cất đủ kiểu hết trơn, thôi thấy không? Đó, xa xa trên kia là nghĩa địa, bạn thấy không? Chiều có mấy con quạ bay nè. Đó. Rồi ok, bây giờ mình đi lên nha. Đi từ từ quay chia sẻ hết cho các bạn của mình sống luôn. Các bạn thấy không? Đây cái bờ tường. Ở Việt Nam mình cất cái bờ tường này bạn nghĩ bao lâu? Mà ở đây ta cất bền kinh khủng. Nó cao nghiệu luôn, nhà người ta chảnh. Thấy chưa? Ở đây hàng rào nè, cái cửa nè. Rồi bên phải thì cũng có nhà luôn. Tận dụng tất cả đất đai đây để cất nhà luôn các bạn. Ở Nhật mà, đất ít mà, đa số là trên núi thôi. Cái đường này nè, một bên là có bậc thang, một bên là cái ống cống, không có bậc thang. Nhưng mà mình thấy không có cái thằng trẻ trâu á, nó chạy xe mô tô lên luôn, lên cái đường này luôn. Thấy kinh khủng. Cái đường dốc về mà chạy mô tô lên được, quá đỉnh luôn. Rồi, ở đây cũng có nhà nè. Đây bên trái mình nè các bạn. Nhà này có khu vườn. Khu vườn quá đẹp luôn. Đây, giờ mùa đông rồi chứ. Mùa xuân mà có hoa nở, hoa hồng nè, đầy luôn á. Thôi, đây có cây hoa đào. Cây hoa đào nở đẹp chưa? Cây hoa đào kiển các bạn. Nhìn thấy rất là đẹp luôn ha. Nhìn rất là đẹp luôn à. Vườn người ta bữa mình có quay cho mình xem sơ đó. Bây giờ leo lên nữa. Ở đây cũng nhà nào thấy không? Đa số nhà đều có cái bờ tường để xây lên. Tại đất theo đồi núi là nó hơi bị nghiêng. Cái lõm này không thấy không? Cái dốc núi nè. Cái nhà này rất nguy hiểm. Nếu mà nó lỡ xuống thì đè nhà này hết. Ta có chặn một bức tường nhỏ nữa. Đa số nhà ở Nhật thì thấy mái ngói. Phải không? Nhìn mái ngói nè. Ngói đỏ, ngói xanh, ngói đen, nghiêm lắm. Bên đây cũng có nhà nữa. Rồi đây. Cái chỗ này cũng là nhà người ta, không thấy không?
có bờ tường nè. Nó xéo xẹo vậy mà thôi. Chắc bờ tường nó đổ lên cho nó bằng. Chỗ này là hay tụi mình hay nghỉ ngơi nữa. Nghỉ giải lao nè, đứng đây nhìn xuống ở dưới biển cũng cực kỳ đẹp luôn nè. Biển buổi chiều rất là yên tĩnh, rất là trong lành luôn. Đây là một ngôi nhà hoang. Ngôi nhà này không biết lý do có người chết hay sao mà không có thấy ai ở hết các bạn. Và đây là vị trí cái view cực kỳ đẹp luôn nè, mà không thấy ai ở hết. Đó. Có ông chủ hay đến đây dọn mình thấy, nhưng mà có đâu. Nhà người không có ở, nhà thì bỏ hoang đúng không? Đó, rồi bây giờ lên trên. Không thấy không, nó có cây chanh kìa. Cây chanh trái quá là trái luôn, mà không ai ăn hết. Chanh nó nhật là trái vàng vậy á. Nó nhỏ nó cũng vàng, nó lớn nó cũng vàng luôn, chứ nó không phải màu xanh. Rồi, giờ đi tiếp. Trước mặt mình nè các bạn thấy không? Trước mặt mình là một cái nhà trọ. Và nhà trọ ở Việt Nam mình thấy sao? Toàn là xe máy không phải không? Còn nhà trọ này mình thấy không? Ở dưới là xe hơi nè. Toàn là xe sang không ấy. Đùa đâu. Đây là khung cảnh nè. Đây cái nhà nãy mà cái chỗ bức tường mà mình nghỉ ngơi nè. Ở đây là bãi đậu xe. Ở đây, ở trong kia có chiếc xe sang, chiếc Lexus kìa. Và ở đây ngôi nhà này giống y chang biệt thự luôn. Ở đây là cái văn phòng làm gì mình cũng không làm nữa. Thấy không? Ngôi nhà đây y chang biệt thự luôn. Còn đây là khu nhà trọ nè. Khu nhà trọ mà xe hiệu Nissan, xe cao cấp của Toyota nè. Thấy không? Toàn là xe đẳng cấp không. Đó, đây là tới là cái đường này. Nếu mình không đi lên bậc thang, mình sẽ xe đạp phải chạy vòng lên cái đường này. Chạy vòng lên đường này, mình chạy lên trên kia. Còn thấy không, đứng đây nhìn thấy nhà mình nè. Có nhà mình theo hướng đó đó. Mấy quả đang quay bay các bạn thấy không? Đó, đó là cái nhà mình ở trên đó. Giờ phải đi lên trên đó nữa. Rồi, ở đây có cái ngôi nhà cũng rất là đẹp nữa các bạn. Khu mình sống nè, nếu mình đi đường xe là mình phải đi. Đi đường xe phải dọc lên đây để bọc lên cái nhà đó. Còn đi bộ, đi quanh đây, đi tắt qua. Ở đây cũng nhà trọ nè. Ở nhà trọ đây thấy toàn xe hơi không? Ở đây có ngôi nhà khá là đẹp nữa các bạn. Thân tiện cho bạn xem hết luôn. Đây là cái các tất cả các kiểu nhà ở cái khu mình nè. Ở phía xa xa trên kia có chung cư nữa các bạn không? Đó, đâu cũng thấy nhà hết. Khít 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 hết trơn. Nhà nhỏ 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 giống như thành phố vậy đó. Mà đây là vùng quê chứ không phải thành phố đâu. Ở nhà này. Bây giờ mình đi về. Say konnichiwa. Bây giờ mình sẽ leo lên bậc thang để đi về nhà. Bậc thang liên miên ha. Tại ở nhà trên núi mà phải đi xuống thì đỡ, đi lên thì leo bậc thang biết vậy nè. Ở đây thì thấy cái nhà này nhà bình thường chứ không mà sang lắm. Đó. Lên trên đây nè, bên đây có con đường nè. Đi túc ở bên kia. Còn đây là cái đường đi về nhà mình. Thấy không? Có những cái chúng ta luôn thấy những cái bờ tường bằng đá xếp như này. Mà thấy rất là gọi là rất là bền luôn các bạn, không thấy bị sạt lở luôn á. Thấy không? Rất là đẹp. Nhà đứng ở đây nhìn xuống biển. Nhà khít 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 hết trơn. Ở ngôi nhà đó có năng lượng mặt trời nữa các bạn thấy không? Những tấm năng lượng mặt trời trên nóc nhà nữa kìa. Buổi chiều mùa đông khá là lạnh mà gió nữa chứ. Nhiệt độ thấp mà còn gió nữa, lạnh lắm luôn á. Hơi thở có nhiều quá các bạn thông cảm cho mình nha. Rồi, các bạn thấy phía trước chưa? Những ngôi nhà mà cái bờ tường cao ngút ngàn ở trên luôn. Cái này động đất mà khoảng 3 độ Richter, 2 độ Richter chắc sập luôn á. Sập luôn á, thiệt á. Nhưng mà cái khu của mình ít động đất lắm các bạn. Hiếm lắm luôn. Nên là bạn nào qua Nhật á, ở cái vùng Kyushu á, là các bạn an tâm nha. Vùng này ít thiên tai, ít động đất. Còn ở cái vùng Osaka, Tokyo, tuy nó nhộn nhịp nhưng mà thiên tai động đất liên miên các bạn ơi.
cái nào cũng có cái giá của nó. Đây là cái nền trống nè, đây là cái nền đất trống người ta mới dọn nhà đi hay sao, bữa mình thấy ta dở còn cái nền đất nè. Nhiều đất để mắc lắm ấy. Xung quanh cũng có mấy cây tre, mấy cây trúc giống Việt Nam mình. Konnichiwa. Đứng ở đây nhìn xuống biển nè, xa 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 kia nhìn khá là đẹp. Cái đây cũng là khu nhà trọ luôn các bạn. Tới nè, tới nhà mình nè, tới nhà mình trên đó luôn, thấy không? Đó nhà mình. Cái khu này, cái khu này cũng là nhà trọ nè, nhưng mà đây là những nhà trọ cao cấp dành cho người Nhật. Hôm nay nhà trọ, phía này nhà trọ, cái nhà trọ có xe hơi nữa, thấy không? Nhà trọ đây đa số xe hơi không đó. Còn đây là những ngôi nhà, những ngôi nhà của những người Nhật nè, rất là đẹp, nó rộng lắm. Mà cái khu mình đi vào trong mấy căn nhà nó là đường cùng rồi đó, khu mà tàu mình chưa ai về hết, rất là vắng. Rồi ok, đứng ở trên nhà trọ mình nhìn xuống rồi, thấy không? Cảnh cực kỳ đẹp luôn. Rồi ok, hồi nãy giờ thì mình đã quay cho các bạn cái đoạn đường từ siêu thị về nhà của mình, không để các bạn xem chi tiết cái khu mình sống luôn. Thì các bạn thấy đó, nói chung là những ngôi nhà của người Nhật nè, và những phong cảnh ở đây, mình cảm thấy khu mình ở rất là tuyệt vời các bạn. Thôi ngắm sáng là thấy phía bên kia đó là phía là mặt trời mọc. Mỗi buổi sáng nhìn thấy ánh bình minh lên rất là đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn. Mà ngắm biển ở này, ngắm núi nè. Còn cái phía này là mặt trời lặn, hoàng hôn. Mình chỉ cần đi vài bước qua đó thôi, đi vài bước qua đó thôi là mình sẽ được ngắm hoàng hôn. Nhưng mà làm biến đi á, để khi nào mùa xuân hay mùa hè đi, mình sẽ đi qua đó quay cảnh hoàng hôn cho bạn xem luôn. Ok. Giờ thì ngày hôm nay là mình quay chia sẻ cho các bạn cái clip là từ siêu thị về nhà mình và cái khung cảnh ở cái khu mình sống nó như thế nào luôn. Thì chắc là bây giờ mình về tới nhà này, mình xin kết thúc video ở đây. Các bạn cảm thấy hay nhớ like, share, ủng hộ mình nhé, để mình tiếp tục có động lực làm những video hấp dẫn hơn nữa. Rồi ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo nhé. Bye bye.